Luật đất đai hiện hành không có quy định về việc không cho phép tách sổ đỏ đối với đất tái định cư. Theo đó, người sử dụng đất này hoàn toàn có các quyền sử dụng đất như đối với đất ở thông thường khác, trong đó có tách sổ đỏ. Tuy nhiên, việc tách sổ đỏ đất tái định cư chỉ được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể, căn cứ khoản 1, điều 188 Luật đất đai 2013, điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 1, điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT để được tách sổ đỏ đất tái định cư cần đáp ứng các điều kiện sau. 1. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 2. Đất không có tranh chấp. 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên bảo đảm thi hành án. 4. Đất còn thời hạn sử dụng. 5. Thửa đất đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu theo quy định của Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành. Như vậy, người sử dụng đất tái định cư có quyền tách sổ đỏ, tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện trên.